Ok, chúng ta sẽ đến đối thủ Philippines. Vâng, nếu thắng con này anh sẽ lên 1.900, còn JTC thì sẽ lên cũng vẫn 1.900 thôi. Lại là phong thủ Ấn Độ. Mình sẽ lại chơi bài của Quang Liêm thôi. Ghim ngay. Ra xe. Không chơi bài quang điên rồi. Đây chúng ta thấy là đen sẵn sàng đẩy tốt. Không đú được. Lên một nước. Ra xe cái đã. Mình ở đen có lẽ mình sẽ đưa mã lên để lấy đường cho tượng phát triển. Vâng. Những nước dí quen thuộc. Để xem nào. Ăn tượng. Từ nhá, mình ăn vào đây. Trắng ăn tượng, ăn vào đây đuổi hậu. À không, đen lại ăn vào đây chiếu. Không được, không được, không phế được. Đây rồi. Vâng, như vậy là đen đã tính sai. Đẹp rồi, bây giờ đen nó phải chui xe ra đây. Mình bắt đầu mới phế. À, hậu lại ăn lên. Vâng, chịu thua luôn. Thật không thể tin nổi. À, anh muốn đánh lại. Ok. Chịu thua là để đánh lại. Vâng. CTC bắt anh phải đưa về thế gấp biết hậu không chấp nhận. Đây thì mình đang xây lô cốt. Ra xe. Lên tượng cái đã. Lên hậu đấy à. Ra xe đi. Chưa biết làm gì. Nói chung là chưa ai làm gì được. Các nước sau có lẽ mình sẽ đưa tượng lên và chui hậu vào, sau đó chui tượng xuống đây. Đổi tượng. Rất phù hợp với ý đồ chiến thuật. Ăn luôn. Làm việc. Nốt. Đẩy lên đây. Chẳng ăn, mình ăn, hậu lao vào tượng. Rồi, mũi né cái đã. Có
lẽ đen sẽ là, à trắng sẽ lên hậu hoặc ra hậu để tấn công của tốt này. Ý tưởng cũng khá đơn giản. Vào đấy, vâng, vậy là trắng muốn lao hậu lên đây. Lúc chưa mình tự mở đường cho tượng rồi. Chúng ta xem là trắng có đổi tượng không. Kể ra phải ra xe trước nhỉ. Nhưng thôi, không sao. Đây, tốt lên. Ăn trước đi. Lột nốt. Win không. Vâng, lại win tiếp. Làm thêm mấy ván phút đi. Rồi. Ừ nhỉ, nó vẫn kịp chứ. Chơi thì sẽ tấn công như hack ấy. Mình bắt buộc phải đổi à? Không vào việc được nhỉ. Ôi thế rồi, bị chiếu rồi. Bị chiếu rồi. Mười giây cho đen. Vâng. Ái giờ. Phế luôn. Tại chuột. Tất cả là tại chuột.